các bác, nay em Duy Audio xin test con ly cho một bác khách đến từ Hà Nội. Con này là đèn nông 3808. Mặc dù là test cho bác khách này nhưng mà các bác khách khác có nhu cầu thì em vẫn chiều hết ạ. Còn rất là nhiều mã âm ly số của bên em. Rồi trước tiên thì mời các bác xem qua cái hình thức của con máy. Con này về đẹp keng, mặt phay nhôm trắng bạc. Đây các bác, đèn ông VC 3808. Đây thì em cắm sẵn USB, là em test luôn USB, nhận ngay và luôn luôn nha các bác. Đấy. Đây, nét USB. Bác chờ cho nó loát tí xíu, rất là nhanh. Tìm xuống phần USB ạ. Enter. Con này thì chơi được file lossless rồi, nên các bác không phải ngại gì hết. Đây, các file này là file lossless đây ạ. Đây các bác nhìn đuôi, anh còn nợ em cục Quang Dũng. Đó, đuôi flat và nhạc lossless nha các bác. Nhận bài rất là nhanh. Con này thì em đã setup đầy đủ hết các tính năng như là loa, equalizer, tông bass chép thì các bác về các bác có thể nâng lên, hoặc là chế độ restorer, một chế độ nâng tiếng. Đây các bác, chế độ restorer, chế độ nâng tiếng đặc trưng của đèn ông. Nó cũng như là chế độ loot net ở trên Pioneer nha các bác. Đấy. Rồi con này thì em gửi kèm các bác một cây remote cảm ứng rin theo máy. Đây ạ, remote đẹp keng đây. Dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ. Dòng này thì nó có hai loại remote nha các bác. Thứ nhất là loại cây cảm ứng này, và thứ hai nữa là một cái cây dài, nó có hai mặt nha các bác. Đấy. Rồi đây hình thức đắp máy, không có vết chày nào luôn ạ, không chày, không cấn móp. Hai bên hông. Bác nào mua máy bên em rồi thì cứ tin tưởng em, thì cứ có sao nói vậy, chày chỗ nào móp chỗ nào thì em sẽ chỉ chỗ đó, và tương đương với lại cái giá, mức giá các bác bỏ ra. Con này phía sau đuôi đây các bác thấy dắt AV mạ vàng đồng sáng trưng. Đây thì em đang test HDMI đây, một đường vào và một đường ra. Đây, nó có tất cả là 3-4 đường vào, rất nhiều optical. Quang optical nằm bên này các bác, đây, tay em chỉ đây. 3 quang vào và 2 quang out ra. Đấy, các cặp loa đây ạ. Đây các bác. Rồi dưới đây là phần re-out. Phần re-out để cho đây, phần re-out đây ạ. Để cho các bác xuất âm thanh qua một cái com ly khác, các bác lấy con 3808 này làm giải mã. Rồi, cuối cùng là tên của em đó. Đèn ông AVC 3808, điện 100V, công suất 320W. Số seri các bác nhìn kỹ giùm em, khi nhận máy các bác cứ nhận đúng số seri đuôi 29 này cho em nha. Rồi, dòng này thì mất điên dắp băng ạ. Con này là khá nặng ký nha các bác, nặng gần 20kg ạ. Đó, xài đây. Xài em nó cao 18.9, chính xác luôn đó, 18.9 nha các bác. Rồi. Rồi sau đây thì em xin kết thúc cái clip của mình. Chúc bác trong clip em có nhắc tới sẽ nhận được con máy ưng ý. Và các bác chưa mua được máy thì cứ đến với em ạ, số điện thoại của em 0799 100 001. Nếu thấy clip của em hay bổ ích cho em xin một like và nhớ theo dõi kênh âm thanh của em nhiều thêm nha các bác. Rồi, bye bye các bác ạ.